nếp ngâm này, tí vào, nồi xong nồi để mà hầm cho chín. Mai đi tập bộ các bạn. Bốn giờ sáng ngày 3 tháng 3 phải nhà nào nhà đấy cũng phải làm hết, nấu xôi nếp rồi làm các loại bánh nữa. Mai đi tạo mồ đấy.
chuẩn bị lên, lấy ra đưa đưa vào bát này, đưa vào cái bát nhỏ này.
cái sẽ lấy vào bát hết này, lấy vào bát hết tí nữa mới đi lấy cả bánh cả đồ cả gà nữa đi tắm hộ, bây giờ lấy vào bát hết rồi, chín hết trông rất đẹp. Mình cũng có thời gian làm chỉ được gần ba màu, ba bốn màu thôi. Nhưng người ta có thời gian là 4-5 màu luôn, nhưng mà có thời gian làm mấy màu cũng được. Thấy mà mặc khúc chắc có lâu ấy, mặc khúc mà chẳng nhức óc rồi.